Thưa quý vị, nhằm trừng phạt Triều Tiên vì những lần thử tên lửa đạn đạo tầm xa trong thời gian gần đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chấp nhận giải pháp trừng phạt Triều Tiên do Mỹ đề xuất là cắt giảm kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên xuống còn 1 phần 3 so với hiện tại. Lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc sẽ áp dụng lên các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Triều Tiên, bao gồm than, quặng sắt, và hải sản. Đồng thời nó cũng sẽ hạn chế các nước thuê nguồn lao động làm việc tại nước ngoài của Triều Tiên. Theo vào đó, sắc lệnh này cũng sẽ cấm các doanh nghiệp mới liên doanh với các doanh nghiệp của Triều Tiên và bất kỳ đầu tư mới nào vào Triều Tiên. Lệnh cấm xuất khẩu sẽ ngăn cản Triều Tiên kiếm hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm và giúp kiềm chế những chương trình hạt nhân trái phép của nước này. Sắc lệnh trừng phạt này cũng là lời cảnh báo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với Triều Tiên, yêu cầu nước này ngừng chương trình hạt nhân và thử tên lửa đạn đạo. Phía Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng cho biết, để giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, biện pháp tốt nhất là đàm phán hòa bình trên lĩnh vực ngoại giao và chính trị, trong đó bao gồm cả những cuộc đàm phán sáu bên. Liên Hiệp Quốc yêu cầu các bên nhanh chóng tổ chức đàm phán để giải quyết vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Kể từ năm 2006, đây là lần thứ bảy Liên Hiệp Quốc áp dụng lệnh trừng phạt lên Triều Tiên. Phía Trung Quốc cũng cho rằng lệnh trừng phạt mới này là giải pháp tốt nhất nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.